inevitably punished. They will answer before the law and before our people. The armed forces and other state authorities have received the necessary orders. Additional measures of an anti-terrorist nature are now in force in Moscow, Moscow region and other regions. Rồi, ok, tôi tạm dịch quý vị thế này nè. Chẳng qua là ông cũng chơi một cái trò giống như là Cộng sản Việt Nam chơi đó. Là ý ông nói rằng á, là ông lên án những cái hành động là coi như là khủng bố ha, ông dùng cái từ là khủng bố. Cái này mà khủng bố, đã nói rồi, khủng bố có nghĩa là làm cái gì để cho cùng chúng người ta lo lắng, đúng không? Nhưng mà Wagner á, bây giờ để tôi dừng lại, tôi nói chuyện cái này cái đã cho quý vị nghe, là cái tiểu sử cái tập đoàn lên Wagner này thì nãy nó có nói rồi phải không, là thật sự là ổng cái đứng đầu là một người là đầu bếp ha, giống như chữ ông hồi đó nói gì đó. Nhưng mà cái sự mà xích mích này xảy ra đó là do ông Putin, ông bội hứa. Cái thứ hai nữa là ăn chia không đều.